Hỏi một câu hỏi vu vơ, nam game thủ sở hữu một kho đồ giá trị 10 tỷ đồng bị cấm giao dịch. Tìm hiểu nhá. Trong CS:GO thì một trong những điều đam mê nhất với các game thủ không gì ngoài việc là giao dịch, sở hữu và sưu tập cho mình những món đồ quý hiếm. Thậm chí điều này còn trở thành một trong những phần không thể thiếu đối với các game thủ CS:GO. Và lịch sử cũng đã từng chứng kiến không ít những phi vụ mua bán các loại skin quý hiếm với giá trị lên tới hàng triệu đô. Thế nhưng những người buôn bán và sưu tập skin có lẽ đang phải đau đầu trước những điều chỉnh mới nhất của Steam trong thời gian gần đây. Dành cho những ai chưa biết thì Jewelry Sabo vốn là một cái tên khá nổi tiếng trong giới giao dịch các vật phẩm CS:GO. Thế nhưng trong một lần quan tâm các skin được giao bán trên mạng và anh ta để lại một lời bình luận vu vơ, yêu cầu người bán chỉnh sửa lại địa chỉ hồ sơ giao dịch vì hiện nó đang không khả dụng. Đơn giản vậy thôi, thế nhưng ngay sau đó, người dùng này lại bất ngờ khi biết rằng tài khoản của anh đã bị cấm giao dịch. Đang nói ở thời điểm đó thì giá trị kho đồ của Jewelry Sabo đang tồn kho trị giá khoảng hơn 10 tỷ đồng. Cũng may cho anh chàng game thủ này, đó chính là ngay sau khi bị ban thì game thủ này đã liên hệ trực tiếp với cả Steam để có thể gỡ bỏ lệnh ban cho mình. Và trường hợp này cũng diễn ra tương tự cho rất nhiều game thủ khác ngay sau đó. Và nếu các bạn cảm thấy thông tin này hay và hữu ích, đừng quên bỏ lại một like, share và follow vào TikTok để không bỏ lỡ chương mục mới nhất từ bọn mình nhé. Peace out.